Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha Và Di Khải chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ và xem video vui vẻ em ơi Ở video này thì khá nhiều anh em bảo Khải soi đồ của ban chủ thất đó là Cách cùng cung nè Anh ta là một anh em trưởng nha mọi người Trong trận đấu này thì tốn em anh em tầm này thì trận thống kim tầm bảy chục người thì anh em đánh quá cái gì anh em ơi 113 mạng, 13, 35 đời sơ và 5 tử vong Liên chạm 89, vãi nồi Vãi vãi cả đội này không liên chạm 89 không hôm nay được top 7 thôi em ơi cố gắng hết sức rồi đồ nghe mi tầm thí tầm này vô đánh bọn nó chạy quá khó đánh quá em ơi không có vô tranh nhiều quá hôm nay được top 7 lần phi phong rồi em ơi à cái gì luôn kha 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 rồi tiếp tục và trở lại thì anh em cùng xem xét đồ của ban chủ thất hôm nay cũng được top 2 tống kim anh em cùng xem qua thử nha à, như khải thái có vẻ như là có một số món đồ hay đã được thay đổi Ôi anh ta bạn đói bạch nam luôn anh em ơi Không biết là vỏ võ... À như nó chuyển sang giọt đang rồi không phải cái Cái cùm cùm Cái cùm cùm 12 được không? phải băng chủ không Hôm trước là cái cùm cùm băng chủ Băng chủ thất nữa nè Rồi nay chuyển sang ạc đang rồi em ơi Hồi trước cầm ạc anh em ơi. Chắc là chơi nghe mi chán rồi Chuyển sang đang rồi Cái cùm cơm... coi có hạn cho này không Chuyển sang đang rồi Cái cùm cùm 12 Cái cùm cùm 12 anh em ơi Ảnh này giọt đang ấy Nhìn sơ qua sẽ đồ giọt đang anh em đây đang sở hữu cái nón kháng hỏa 25, chống 20. Một vũ khí 17 30 sinh lực dành cho đang luôn. Một chiến kháng cả 15. Áo phục hồi 50, áo phục hồi 50, vỏ đang em ơi, vỏ đang. Một tay 540 Một ngọc bội 30. Một nhẫn kim sinh lực 149, vỏ đang thì uh, kim thì kháng độc hay gì cũng vậy nó nó lấy ưu tiên sinh lực là ok rồi anh em. Một uh, nhận kháng lôi 17, đây là kháng lôi 216 và đôi giày uh, bỏ luôn kháng lôi luôn lá số lượng 158 chắc là đang thiếu một đôi giày mọc kháng lôi sinh uh, lực cao anh nào nên là mang tạm đôi giày này á và đang sử dụng mình con ngựa thối phiến thay vật uh, 7% không biết con này là mình viễn hay là Vĩnh viễn hay là khải nghĩ là chắc là thiên tử thắng uh, thiên tử tuần vừa rồi thiên tử uh, thứ hai vừa rồi đó là ban chủ mà thiên tử vừa rồi anh em À, tổng qua set đồ này rồi cái áo này chắc cũng tầm uh, 10 kim áo này mắt ổn 10 kim anh em mắt ổn anh em hàng hiếm ấy giá truyền này cho khoảng tầm uh, tầm này chắc khoảng hai kim thôi nè giá tiền kháng cả 15 này một dòng 1 trong 2-3 kim sẽ vừa tầm này thôi tục giá lắm luôn rồi bao tay này khoảng 1-2 uh, kim uh, mấy món này vài trăm xu nó này có giá này nó sẽ lực cao khoảng 25 cũng được chắc cũng được 1 kim vũ khí này uh, chắc là có phát sáng này chắc cũng hơn 10 kim Tại vì hôm trước Khả Thái có ra một cái phát sáng 17 30 không biết phải cái này không? Khả nghĩ là cái này đấy. Tại vì vừa rồi có soi mà ổng đi đâu mục tiêu rồi. À. Không thể đứng chỗ này. Không thể đứng chỗ này. À, tính ra set đồ này cũng bèo bèo cũng được uh, hơn 30 kim đó em Áo 10 kim đi, vũ khí 10 kim đi, phát sáng 10 kim đi. Nó một kim, giá truyền khoảng 3 kim, Bao tay 2 kim, giày này khoảng 2 kim. Nhẫn này khoảng uh, 500 xu. Nhẫn này khoảng 1 kim, đai lưng này khoảng uh, 3 kim. Ngọc bội này khoảng 500 xu. Nói chung là tổng set đồ này thì uh, trên dưới khoảng uh, hơn uh, hơn gần uh, hơn 30 kim, hơn 30 kim thì nó khoảng tầm dao động khoảng hơn 2 triệu nè. Cả set đồ khoảng hơn 2 triệu. anh này ad ban chủ, ban chủ thất đó nè, ban chủ thất đó nè. Nói chung là nay hồi nãy nó khả nghi là tưởng ngạc ngâm Nhưng mà chuyển thành uh, ad, uh, võ đan hồi nào thì mình không rõ lắm em. Đó. Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho ban chủ thất. Đây anh em, ban chủ thất đó nè. Đây, cái cùng cùng 12 ban chủ thất. Đó một like mình sẽ cũng như ủng hộ video khả một like chia sẻ cho anh em ơi nói chung là set đồ vừa rồi khải soi đó gọi là set đồ tầm trung đó nè Set đồ vừa rồi khải chơi khải soi cho anh em xem là set đồ đó cũng tầm 2 triệu cầm kèm theo cái sát một uh, hai triệu nữa thì nói chung là set đồ tầm trung đó nhìn sơ qua là set đồ đó tầm trung thôi chứ còn không phải là dạng quá vip nè tại vì server những món đồ đó những món đồ đó thì mua cũng khá là nhiều ở server nên là khải cho anh em xem thì nó gọi là tầm đồ chung đó rồi bây giờ thì cảm ơn anh em rất nhiều nha Đừng quên cho một like chia sẻ đăng ký kênh nha anh em. Đỡ theo dõi những video tiếp theo nha. Anh em thích soi cầu thủ nào thì comment nha. Vừa rồi khả định soi cầu thủ uh, như anh em nói cầu thủ mùa đội liền nhưng mà chạy đâu rồi khả không thấy anh em ơi. Khá không thấy là khả không soi được.